đi cứu kiếm phụ thân. Xin hỏi phụ thân. Mà thôi, chúng ta phải là với thiết kế cái phần súng lên tới là 1 mét rồi quý vị, để mình linh động hơn cho việc sử dụng ở nhiều những cái góc độ khác nhau. Và bên cạnh đó, quý vị nhìn giúp Hiếu nè, cái phần đầu. Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 345 QĐ-BIT hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Không chủ quan nhưng cũng không lo lắng, hoang mang, cùng chung tay để lùi dịch bệnh COVID-19. Hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Thủ môn Lê Hậu đã bị thổi phạt. Chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Một tình huống phạm lỗi ở phía ngoài